Con này em nó có một màu đỏ đen, gân hình chữ V chạy dài lên nhìn rất là cá tính luôn nha. Nẹp á thì màu đen pha với màu đỏ. Phần qua lăng cũng còn rất là đẹp. Mua một chiếc xe về mà bốn bánh vẫn chạy, còi vẫn kêu là ok rồi. Sản xuất 2007, tới giờ là được bao nhiêu năm ta? 7 năm. Nhân xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em Nhân sẽ review tổng thể chiếc xe Daewoo Manus này cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Con này em nó có một màu đỏ đen, đỏ này đỏ hơi thẫm nha. Con này đời 2007, máy động cơ của em nó là 2.0 nha. Nhìn tổng thể bên ngoài thì em nó màu sơn thì cũng còn rất là ok nha. Bóng đèn thì cái bên đây đèn có 3 cụm đèn, một bóng bi và hai bóng di tóc. Phần mặt ra lăng có cái in logo của Daewoo. Hai đường gân hình chữ V chạy dài lên nhìn rất là cá tính luôn nha. Con này nhìn rất là cá tính, rất là đẹp. Và bên đây là mâm đúc. Mâm đúc nha, bánh đã được hai mới. Bên đây thì có nẹp hai bên xe, rất là cá tính, rất là đẹp nha. Nẹp á thì màu đen pha với màu đỏ nên chiếc xe nó có màu đỏ đen. Đây là phần hậu phía sau xe. Xe thì phần hậu ở phía sau xe có hai cái phần đèn rất là to nha. Cho chúng ta có khi nhan thấy thắng là cái gì dễ nhìn hơn. Rất là thắng là một cái rất là sáng. Đây là logo bảng LG nha, có cam lùi. Và tiếp đến em sẽ cho mọi người xem cái phần nội thất ở bên trong nha. Phần nội thất ở bên trong thì em nói trong đó có màu ghế màu da. Từ phần tấp bi tấp lô vẫn còn mới nha. Đây có màu giả gỗ rất là đẹp. Bên trong của em nó thì có chuẩn bị màn hình Android nha. Có lên màn hình Android. Có chuẩn bị cam hành trình. Và nóc thì nóc bọc nỉ. Để em xem còn cái gì nữa không ta. Đây, phần này cũng giấu quỹ đen được luôn nha. Đây là cho mọi người để đồ. Đây là cốp. Cốp có hai lớp. Cốp để đồ cũng rất là rộng. Phần qua lăng cũng còn rất là đẹp. Ở đây cũng có in giả gỗ. Phần qua lăng giả gỗ. Thì theo thời gian 5 tháng thì chiếc xe này nó hơi có mòn một chút xíu. Nhưng mà phần qua lăng nó cũng còn đẹp nha. Có chuẩn bị túi khí đầy đủ cho mọi người. Đây, phần này cũng để đồ rất rộng. Em sẽ cho mọi người xem cái phần ghế sau nha. Đây, phần ghế sau. Để em vô em ngồi. Khá là rộng rãi nha. Xe này cũng có cái phần bệ để tay. Bệ để tay này thì cũng có phần để ly nước luôn nha. Ngồi khá là rộng rãi. Nếu mà quý cô chú anh chị mua về mà có thể đi đường dài được, rất thoải mái. Phần đèn phía sau vẫn còn sáng nha. Cánh cửa bốn cánh thì cũng đây có giả gỗ như nhau. Phần da thì vẫn còn mới, không bị chày. Dưới đây là phần lo nha. Lo nghe rất là lớn. Em sẽ cho quý cô chú anh chị mình xem cái phần cốp ở phía sau. Để em dỡ cái phần cốp lên cho mọi người cùng xem. Phần cốp khá là rộng rãi, được bọc nỉ bên trong nha. Bọc nỉ màu xám. Wow, dưới đây là cái phần bánh xe. Còn rất là mới nha, bánh xe Secure. Bánh mâm đúc, zin theo xe. Vỏ cũng còn rất là mới. Cốp thì rộng rãi, đựng được 3 cái vali luôn.
Em sẽ cho mọi người xem cái phần máy móc ở phía trước nha. Phần máy ở phía trước. Đây, cái phần máy của em nó rất là to. Em nó chạy máy còn rất là im. Máy này 2.0 nha quý cô chú anh chị. Máy này còn rất là mạnh nha. Máy này thì máy động cơ 2.0. Máy này hơi bụi. Nếu mà cô chú anh chị mình mua về thì em sẽ rửa dọn rồi cho cô chú anh chị mình để có một chiếc xe ưng ý. Mua một chiếc xe về mà bốn bánh vẫn chạy, còi vẫn kêu là ok rồi, đúng không quý cô chú anh chị? Bên đây á thì có nha anh Tích bên hông xe nha. Cô chú anh chị mình mua về thì bên em sẽ bao chạy, bao gút hồ sơ cho mọi người luôn nha. Xe này em nó sản xuất 2007. Tới giờ là được bao nhiêu năm ta? 7 năm. 7 năm. Xe này đăng kiểm tới 2025 nha. Nên cô chú anh chị mình mua về yên tâm. Bên em sẽ bao chạy, bao gút hồ sơ cho quý cô chú anh chị mình luôn. Và cuối video, em xin báo giá chiếc xe này với cái giá là siêu hời, siêu mềm, giá siêu yêu thương luôn nha. Với cái giá 115 triệu cho cô chú anh chị mình thích chiếc xe này. Nếu mà thích thì hãy gọi về số hotline 0962 494949 hoặc là 0932 494949 hoặc là số hotline của em Nhân là 0977 283 511 nha cô chú anh chị. Và cuối video thì em xin chào tạm biệt. Và đừng quên nhấn cho em nút like, share và subscribe nha cô chú anh chị.